phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4, có khả năng xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Ngày 1 tháng 5, nắng nóng có xu hướng giảm dần. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 39 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 40 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Tây Nguyên ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 37 độ. Khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 37 độ. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, ít khả năng có mưa dông. Ngày 1 tháng 5 nắng nóng có xu hướng giảm dần, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ.